Và mở đầu phần tin tức từ sáng đến tối ngày hôm nay sẽ tiếp tục là những thông tin cập nhật về vụ việc lãnh đạo công ty cổ phần địa ốc Alibaba bị bắt. Theo nguyên nhận của phóng viên chào buổi tối, sau khi hai lãnh đạo chủ chốt của công ty này bị khởi tố và bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhiều khách hàng đã lũ lượt kéo đến công ty để nhằm đòi tiền. Theo nguyên nhận vào buổi sáng nay, 19 tháng 9, 20 tháng 9 thì rất đông khách hàng của công ty cổ phần địa ốc Alibaba đã kéo đến chi nhánh của công ty trên đường Kha Vạn Cân thuộc phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh để đòi tiền. Cổng chính của công ty trên đường Phạm Văn Đồng đã được kéo lại chỉ chừa một khoảng trống rất nhỏ cho nhân viên ra vào. Trong khi đó thì bãi gửi xe của nhân viên công ty hôm nay cũng rất thưa vắng hơn so với ngày thường. Cũng trong buổi sáng ngày hôm nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh cũng đã triệu tập bà Huỳnh Thị Ngọc Như, phó tổng giám đốc phụ trách đối ngoại và đào tạo của công ty địa ốc Alibaba. Trước đó sáng 19 tháng 9, như bà Như thì đã thực hiện livestream trên Facebook của Alibaba nhằm mục đích là chấn an khách hàng. Một công ty con của Alibaba cũng tiếp tục bị cảnh sát khám xét trong chiều này. Cũng liên quan đến vụ việc này, sáng nay hàng chục người dân đã đến trụ sở cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh để tố cáo hành vi lừa đảo của công ty địa ốc Alibaba. Do quá đông người đến tố cáo nên cán bộ điều tra đã phải sắp xếp hướng dẫn các nạn nhân để viết đơn tố cáo bên ngoài hành lang. Và công ty Alibaba tự giới thiệu là tập đoàn kinh doanh địa ốc có vốn điều lệ là 5.600 tỷ đồng với hơn 2.500 nhân viên, 48 dự án ở nhiều tỉnh thành khác nhau. Và cam kết là giúp khách hàng giàu lên cùng bất động sản. Lợi nhuận tối thiểu là 28% mỗi năm và chưa có khách hàng nào thua lỗ khi đầu tư địa ốc tại đây.